da của bạn sẽ được trẻ hóa hơn, loại bỏ tình trạng xuất hiện các nếp nhăn ở trên làn da. Ngoài ra thì da sẽ sáng, căng bóng hơn, loại bỏ tình trạng xuất hiện các cái đốm nâu, nám da, tàn nhang hay là da không đều màu. Nếu như bạn áp dụng quy tắc kết hợp giữa ba hoạt chất retinol, niacinamide và serum HA trong cùng một chu trình chăm sóc da với quy tắc ở phía dưới đây. Và trong video ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến bạn các bước kết hợp giữa ba hoạt chất này và những lưu ý vô cùng quan trọng khiến da của bạn có thể thăng hạng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất hy vọng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta có thể được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Và phần đầu tiên, một chút ngắn gọn về ba hoạt chất này cùng với việc là cái làn da nào chúng ta sẽ nên kết hợp ba hoạt chất này dành cho các bạn nào đó chúng ta còn chưa tìm hiểu về ba hoạt chất này. Thì hoạt chất đầu tiên là retinol, chúng sẽ có 3 công dụng với làn da. Công dụng đầu tiên đó chính là tăng tốc đổi mới tế bào, từ đó sẽ hỗ trợ làn da bạn có thể giảm tình trạng dày sừng, hỗ trợ loại bỏ tình trạng da sần sùi này, khiến da bạn trở nên láng mịn hơn. Ngoài ra thì retinol sẽ hỗ trợ da của bạn tăng sinh collagen, tăng sinh elastin một cách mạnh mẽ, từ đó sẽ khiến da bạn săn chắc hơn, đàn hồi hơn, hay còn gọi là chống lão hóa cho làn da. Và điều thứ ba thì retinol cũng hỗ trợ da của bạn có thể ức chế một số cái men sản sinh ra sắc tố, đồng thời sẽ hỗ trợ phân tán sắc tố ở trên làn da. Do vậy, khi áp dụng retinol vào chu trình sẽ hỗ trợ bạn trị nám da khá là ổn. Hoạt chất thứ hai đó chính là niacinamide, một cái thành phần đa công dụng. Đầu tiên có thể hỗ trợ bạn là cấp ẩm cho làn da. Thứ hai là khôi phục cái hàng rào bảo vệ da, khiến da bạn vững chắc hơn này. Và khi hàng rào bảo vệ da vững chắc hơn thì da bạn sẽ tránh chịu cái sự tác động mạnh mẽ khi mà chúng ta tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Thứ ba là niacinamide cũng là một hoạt chất có thể ức chế cái sự vận chuyển sắc tố ở trên làn da. Do vậy, đây là một cái thành phần thường xuyên được đưa vào trong các cái chu trình để trị nám da. Ngoài ra thì khi sử dụng niacinamide, bạn cũng sẽ thấy rằng da của bạn sẽ được thu nhỏ lỗ chân lông và kiểm soát tình trạng dầu thừa bã nhờn. Hoạt chất thứ ba đó chính là serum HA. Đây là một cái serum vô cùng quen thuộc và Hương thường liệt kê chúng vào trong một cái quy trình chăm sóc da cơ bản. Và nếu như bạn chưa có serum này thì hãy bổ sung ngay. Một phân tử HA có thể liên kết đến 1.000 phân tử nước. Do vậy, khả năng hút ẩm và cấp ẩm cho làn da nó vô cùng mạnh mẽ. Và khi sử dụng HA đều đặn, bạn sẽ thấy rằng da của mình nó sẽ căng mướt hơn, đủ ẩm hơn. Đồng thời, HA mà thêm vào trong chu trình chăm sóc da cùng hóa chất khác, chúng sẽ giảm tình trạng da bạn bị bong chóc, kích ứng hay là quá tải. Vậy thì những làn da nào bạn sẽ nên sử dụng ba hóa chất này? Đầu tiên là những làn da mà có lỗ chân lông to này, da hơi sần sùi một xíu này. Thứ hai là những làn da chúng ta không được đều màu, có thể xuất hiện các đốm sắc tố ở trên làn da như là sạm da, nám da, hay đơn giản chỉ là da chúng ta tăng sắc tố và không đều màu. Làn da thứ ba là những làn da xuất hiện tình trạng lão hóa da, có thể là xuất hiện các nếp nhăn ở trên bề mặt da, hay là tình trạng da bắt đầu bị nhăn trùng này, lão hóa và chảy xệ. Và quy tắc của bạn, chúng ta sẽ tuân theo các bước là buổi sáng và buổi tối. Đầu tiên là vào buổi sáng, thì với quy trình buổi sáng này chúng ta chỉ cần là cấp ẩm cho làn da và bảo vệ da với kem chống nắng thôi. Bởi vì buổi sáng thì da chúng ta có thể nhạy cảm hơn khi tiếp xúc với tia UV và ánh nắng mặt trời. Vậy quy trình buổi sáng sẽ là có thể là tẩy trang hoặc là sữa rửa mặt, bạn sử dụng một trong hai bước này. Sau đó bạn sẽ bôi thoa serum HA. Và lưu ý rằng là serum HA có khả năng hút ẩm vô cùng mạnh mẽ, vì thế bạn hãy thoa HA ở trên một cái nền da ẩm. Sau đó bạn sẽ vỗ đều ở trên da để tăng thẩm thấu. Tiếp theo đó bạn sẽ bôi kem chống nắng. Và hãy lưu ý rằng lượng kem chống nắng chúng ta cần là 2 đốt ngón tay. Còn vào buổi tối chúng ta sẽ có 2 cách để thực hiện sự kết hợp giữa retinol và niacinamide. Cách đầu tiên là dành cho bạn nào đó chúng ta có làn da hơi yếu một chút, hay là chúng ta mới bắt đầu sử dụng các hoạt chất này, thì chúng ta sẽ sử dụng niacinamide vào ngày chẵn, còn retinol vào ngày lẻ. Với cách kết hợp này thì chúng sẽ giúp cho làn da của chúng ta vẫn sẽ đạt cái trạng thái là thăng hạng hơn, tuy nhiên giảm tình trạng kích ứng ở trên làn da. Thì chúng ta có thể sử dụng là tẩy trang này, sữa rửa mặt này, sau đó là thoa serum HA ở trên một nền da ẩm. Tiếp theo vào ngày chẵn có thể sử dụng là niacinamide, ngày lẻ bạn có thể thoa là retinol và dưỡng ẩm. Còn vào chủ nhật bạn có thể cho làn da của mình nghỉ ngơi. Cách thứ hai dành cho các bạn nào đó chúng ta đã quen hoạt chất treatment này, hoặc là chúng ta đã dùng ở cách 1 rồi, sau đó muốn da bạn có thể thăng hạng nhanh chóng hơn, thì bạn có thể sử dụng cách thứ hai này. Với cách thứ hai chúng ta sẽ sử dụng là niacinamide và retinol ở trong cùng một chu trình chăm sóc da. Và các bước sẽ là tẩy trang này, sữa rửa mặt này, serum HA, sau đó là serum có chứa niacinamide, sau đó sẽ là serum có chứa retinol và dưỡng ẩm.
Và với cách thứ hai này, khi kết hợp cùng niacinamide và retinol trong cùng một chu trình thì có rất là nhiều nghiên cứu đưa ra rằng retinol ấy, chúng sẽ là bị giảm đi cái tác dụng phụ, tức là bong tróc, kích ứng, mẩn ngứa này khi bạn kết hợp cùng với cái niacinamide. Ngoài ra khi sử dụng như thế này thì hỗ trợ da của bạn có thể tăng sinh collagen, elastin và chống lão hóa một cách mạnh mẽ hơn. Và khi bạn sử dụng bất kỳ cái chu trình nào thì hãy chú ý rằng điều đầu tiên hãy nghe ngóng làn da của bạn để tăng dần tần suất lên, tránh việc là mới bắt đầu bạn đã sử dụng với cái tần suất nhiều khiến da bạn quá tải. Điều thứ hai là hãy chú ý bảo vệ da thật là kỹ với kem chống nắng và che chắn khi ra ngoài. Bởi vì khi dùng bất kỳ hoạt chất treatment nào, da của bạn có thể bị nhạy cảm hơn khi tiếp xúc với tia UV và ánh nắng mặt trời. Và điều thứ ba, dù hoạt chất nào có tác động mạnh mẽ trên da bạn nhiều đến chăng nữa thì bạn vẫn cần phải duy trì đều đặn. Và với cái combo này, chúng ta hãy duy trì đều đặn tối thiểu là 4 đến 6 tháng để thấy rằng làn da của bạn có sự thay đổi và tiếp tục duy trì về sau để có thể giữ được cái trạng thái ổn định này của làn da. Và một số nhãn sản phẩm sẽ có thành phần là HA, niacinamide và retinol, bạn có thể tham khảo. Ví dụ HA có thể là Skinavit này, Good and Dark này, hay là Eucerin. Còn có thể niacinamide là của Paula Choi, của Pretasa, hoặc là retinol bạn có thể tham khảo như là của Obagi, retinol của Pretasa hay là retinol của ASAP. Rồi và trên đây chính là chia sẻ của Hương về các bước, các cái quy trình bạn chăm sóc da cùng với retinol kết hợp với niacinamide và serum HA. Vậy bạn hãy xem rằng làn da của bạn có phù hợp với chu trình này không để có thể thêm vào. Và trong quá trình skincare, gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.